Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của Đại tá Đinh Thị Vân, nữ tình báo số 1 Việt Nam. Đại tá Đinh Thị Vân, sinh năm 1916, mất năm 1995, tên thật là Đinh Thị Mậu, là một đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Bà là một tình báo viên nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam và được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bà tên thật là Đinh Thị Mậu, sinh năm 1916, tại làng Đông An, Tổng Cát Xuyên, huyện Giao Thủy, Phủ Thiên Trường, nay là làng Đông An, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Bố của bà mất sau khi bà Mậu sinh ra được 6 tháng, anh em bà được ông nội Đinh Mẫn Cấp nuôi nấng và dạy dỗ. Tên thật của bà là Đinh Thị Mậu, xuất thân trong một gia đình nho học, có truyền thống yêu nước. Ngay từ nhỏ bà đã ý thức được tinh thần đấu tranh chống thực dân đế quốc vì độc lập dân tộc. Năm 1933, bà được hai người anh cùng cha khác mẹ là Đinh Lai Hạt và Đinh Thúc Dự, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, vận động tham gia hoạt động cách mạng. Bà làm giao thông liên lạc, cất giữ tài liệu bí mật của đảng, tham gia tổ chức nhóm, ái hữu tương tế, nuôi dưỡng bảo vệ cán bộ cách mạng, hoạt động tại địa phương. Thời gian này, bà lập gia đình với một người cùng quê, từ đó mọi người thường gọi tên bà theo tên chồng là Vân. Từ đó, bà được gọi bằng cái tên Đinh Thị Vân. Tháng 6 năm 1954, bà là huyện ủy viên, huyện ủy Xuân Trường, tham gia ban chấp hành tỉnh, hội phụ nữ tỉnh Nam Định thì tổ chức quyết định điều động bà Đinh Thị Vân lên công tác tại Cục Nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng. Bà được giao nhiệm vụ về Hà Nội, hoạt động bí mật trong lòng địch, gây dựng cơ sở tìm hiểu những ý đồ, chiến lược của địch. Để yên tâm công tác, theo yêu cầu của cấp trên, bà đã cưới vợ cho chồng, đem hạnh phúc của mình đặt vào tay người khác với một ý nguyện quên mình vì Tổ quốc. Một mình nhận nhiệm vụ vào hang ổ của quân thù, bà chỉ day dứt vì thương mẹ. Bà hiểu rằng nhiệm vụ mới có thể kéo dài hàng chục năm, bà sẽ không có cơ hội gặp lại mẹ. Mẹ sinh bà được một tháng thì chồng qua đời, nuôi con trong quá buộc, vượt qua bao đau thương để giữ trọn tiết nghĩa. Đức hy sinh của người mẹ động viên bà yên tâm bước vào cuộc chiến đấu mới, vô cùng mới mẻ, trong khi bà không hề được đào tạo nghiệp vụ. Năm 1954, tổ chức phân công bà vào Nam với bí danh Trần Thị Mỹ, bà cùng gia đình cơ sở di cư vào Nam với danh nghĩa chị dâu, chồng chết không có con, đi cùng em chồng. Sau một thời gian ngắn, bà đã ổn định được thế đứng hợp pháp, vận động được người trong hàng ngũ địch, làm việc cho ta, lấy được nhiều tin tức tài liệu của địch. Cuối năm 1959, bà bị bắt, bị địch dùng đủ loại hình tra tấn cực kỳ tàn bạo dã man. Sau khi thoát khỏi nhà tù, bà được quần chúng bảo vệ che chở, nên bà liên lạc được với tổ chức, tiếp tục hoạt động. Nhiều lần bà đến tận căn cứ của địch để nghiên cứu giúp cấp trên, chỉ đạo tác chiến thắng lợi. Tháng 8 năm 1959, khi hoạt động trang hang ổ ở Mỹ Ngụy, Sài Gòn, bà bị một tên phản bội chỉ điểm. Bà bị địch bắt về tra khảo, về đồng chí Năm Phong, một giao thông viên của đặc khu ủy. Bọn mật vụ thay nhau tra khảo suốt ngày đêm không nghỉ, hòng làm bà mệt mỏi phải khai ra. Tiếp đó, những trận đòn vùi dập trong sở mật vụ khiến 10 ngón tay của bà sưng húp, không cựa quậy được. Những chiếc đinh bù long vẫn liên tiếp dội lên người bà, không moi được gì, chúng đem máy quay điện đến. Bà chỉ còn thấy những tia xanh, đỏ lóe trước mặt, toàn thân rung lên rồi không biết gì nữa. Ngất đi tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, nhưng bà không hé. Nửa lời khai ra khiến bọn mật vụ cay cú, trói bà vào ghế. Địch đổi cách tra tấn, chúng cho một tên nói năng nhỏ nhẹ đến tâm sự. Nó nói, như thế này chúng ta, dì bốn cách rồi, còn ba cách nữa, ác lắm, con sợ dì không chịu được. Vì vậy dì nên khai đi, nếu không chúng lập hồ sơ về dì thì con sợ chúng đánh dì chết mất. Bà nghĩ, chúng bay còn ba cách, chứ 30 cách tra tấn nữa, tao cũng không sợ. Bà lại tiếp tục im lặng khiến tên này không moi được gì. Tức giận, treo ngược bà lên, đạp văng bà từ bên này sang bên kia, có lúc quay tít như con quay, đầu óc choáng váng, nước mắt nước mũi trào ra. Trong khi chúng dúi đầu bà xuống thùng nước xà phòng, bắt bà uống nước đầy bụng, rồi trói chặt bà vắt lên nắp thùng phi nước. Bẩn đưa máy quay điện dí sát vào vành tai, rồi quay mạnh. Bà bị hất nhào đầu xuống nước, toàn thân co giật liên hồi. Khi tỉnh dậy, nhớ lời dạy của bác Hồ, uy vũ, bất năng khuất, bà thì thầm, bác ơi, dẫu cháu có phải chết, cháu cũng sẽ đứng vững, sẽ xứng đáng là người đảng viên của đảng do bác sáng lập. Nghĩ đến các cơ sở đã che giấu cho mình, bà còn có thêm quyết tâm chịu đau, không khai nửa lời. Sau mấy ngày địch không tra tấn, chúng gọi bà lên và nói, nếu thực sự bà chỉ là người buôn bán, thì giấy bút đây, bà viết hai câu, đả đảo Cộng sản, đả đảo Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ thả bà ngay. Bà lấy lý do tay đau, với lại cụ Hồ có bắt bớ gì bà đâu mà bà đả đảo. Nó bảo bà hô bằng miệng cũng được, bà không kìm được đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt tên chủ sự.
tổ sư cha cái thằng Ngô Đình Diệm tay sai nhà mày, tên chủ sự đạp bà bắn vào tường, bà ngất lịm, là những cuộc tra tấn, chết đi sống lại, bà giật dây chuyền bông tai ném xuống, rồi nghiến răng nói, mày cứ quay điện đi, quay nữa đi, quay cho tao chết đi, tao không sợ, bỏ đây, tao quay cho. Bà đứt dây chói cầm lấy bình quay tít, người bung khỏi ghế đầu lao xuống nhà lịm đi. Không còn cách nào khai thác, địch đưa bà đến sở thú. Chúng có những phương thức tra tấn vô cùng dã man. Bà lấy ghim cài đầu, hì hục khóc vào tường. Tôi là Trần Thị Mỹ, quê ở Nam Định, bị bắt ngày 19 tháng 8 năm 1959 qua an ninh quân đội trại Vân Đồn, trại Lê Văn Duyệt. Hôm nay quay về đây, tôi sẵn sàng chết ở đây. Được mấy hôm chúng lại bịt mắt, giải bà đến chỗ Phan Khanh, một tên cáo già trong tra khảo tù binh. Tên này dẫn chuyện mẹ bà ở Nam Định đã chết trong cải cách ruộng đất, hòng lung lạc bà nhưng không khai thác được gì. Về sau, lợi dụng chính phủ, ngụy quyến liên tục đảo chính lật đổ lẫn nhau, bà đã thoát khỏi nhà tù, tiếp tục gây dựng mạng lưới tình báo. Bà và mạng lưới của bà đã cung cấp sớm cho tổ chức những tin quan trọng như việc Mỹ đưa bao nhiêu quân vào miền Nam, sự bố trí giữa quân Mỹ và quân ngụy, hỗn hợp quân Mỹ ngụy, kế hoạch xây dựng nghĩa quân, địa phương quân địch trên 43 tỉnh thành miền Nam, chiến dịch 3 mũi tên tìm diệt mà Mỹ ngụy dự định tiến hành, âm mưu của địch trong chiến tranh Giang Sơn Suy Ti với ý đồ đập tan cơ quan đầu não của Việt Cộng. Cho đến khi bà rút khỏi Sài Gòn, địch không hề hay biết về mạng lưới tình báo của bà, đã nêu cao phẩm chất của người đảng viên Cộng sản, hy sinh hạnh phúc riêng vì lý tưởng cách mạng. Ngày 25 tháng 8 năm 1970, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và là anh hùng đầu tiên của ngành tình báo quốc phòng. Với lời tuyên dương, đồng chí Đinh Thị Vân, thiếu tá bộ binh, là một cán bộ mẫu mực trung thành tận tụy, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, có năng lực vận động tổ chức quần chúng giỏi, bám chắc cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Những năm tháng cuối đời, bà luôn được sống trong vòng tay yêu thương của đồng đội nhân dân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.